chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày của đài truyền hình IBC được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California, băng tần 57.19, 16.12, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Sương ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đến hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine. Ông Turk của Áo được đề nghị trở thành người đứng đầu nhân quyền tiếp theo của Liên Hiệp Quốc. Thượng nghị sĩ Pháp xem Đài Loan là đối tác ổn định ở châu Á và Thái Bình Dương. Thủ tướng Anh Truss dự trù sẽ bỏ lệnh cấm thủy lực cắt phá. Số người tử vong do trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên tăng lên 82. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới trận động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đã cho hay số người chết do trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên tăng lên là 82. Các nỗ lực cứu nạn và cứu trợ đang tiếp tục vào hôm thứ Năm sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc, hiện đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 82 người. Theo kết quả kiểm đếm mới nhất, trận động đất kinh hoàng 6.8 độ Richter xảy ra tại đất của Tứ Xuyên hôm thứ Hai đã khiến cho 46 người thiệt mạng ở Tâm Chấn và 36 người ở quận Siman của thành phố Gia An lân cận. Thảm họa cũng khiến cho 35 người mất tích và hơn 270 người bị thương, trong đó có 4 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch và 62 người khác trong tình trạng nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, ngày thứ Hai sau trận động đất, các nhân viên cứu nạn từ Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Tứ Xuyên và Đội ứng phó khẩn cấp Banan, Trung Khánh đã di dời thành công 31 cư dân ở làng Gonghe, Hẻo Lánh, ở thị trấn Moshi, gần với tâm chấn của trận động đất. Ngôi làng bị chia cắt với thế giới bên ngoài sau khi những con đường và cầu dẫn đến khu vực này bị hư hỏng nặng. Do nước sông chảy xiết, lực lượng cứu nạn phải dùng dây thừng để sang với bờ bên kia trước khi đưa tất cả 31 cư dân mắc kẹt trong làng bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Một trong những khu tái định cư nằm ở quảng trường ở thị trấn Moshi. Chính quyền của địa phương đã làm việc để bảo đảm cung cấp đủ cường cung cấp bao gồm nước đóng chai, mì gói, rau và dầu ăn cho những người dân bị ảnh hưởng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine. Giới chức Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tới Kiev vào thứ Năm và công bố khoản tài trợ quân sự nước ngoài mới trị giá 2 tỷ Mỹ Kim dành cho nước này và 18 nước khác được xem có nguy cơ sẽ bị Nga xâm lược trong tương lai. Chuyến thăm thứ hai của ông Blinken tới Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 diễn ra khi Ukraine đã báo cáo tiến bộ trong nỗ lực chiếm lại lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ gần với thành phố lớn thứ hai Kharkiv của Ukraine. Ông Blinken đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, gặp các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và đến thăm bệnh viện trẻ em, nơi ông gặp những đứa trẻ bị thương do những cuộc bắn phá của Nga. Một giới chức Bộ Ngoại giao cho biết khoảng 1 tỷ Mỹ Kim sẽ được phân bổ cho Ukraine. Trong khi đó, thì Thủ tướng của nước Anh Liz Truss dự kiến bỏ lệnh cấm thủy lực cắt phá. Bà Liz Truss, nhà lãnh đạo mới của Anh, vào hôm thứ Năm dự kiến sẽ hủy bỏ lệnh cấm thủy lực cắt phá tại Anh nếu các cộng đồng địa phương đồng ý, như một phần của gói thặng dư 100 tỷ bảng Anh, tương đương với 115 tỷ Mỹ Kim, được thiết kế để hạn chế cú sốc kinh tế do chiến tranh tại Ukraine gây ra. Chính phủ cũng dự kiến sẽ cấp tới 130 giấy phép thăm dò dầu khí ở Biển Bắc. Thủy lực cắt phá liên quan đến việc chiết xuất dầu cũng như là đá phiến từ đá bằng cách phá vỡ chúng với nước và hóa chất ở áp suất cao. Tuy nhiên, kỹ thuật này sẽ đòi hỏi một quá trình lập kế hoạch kéo dài vì nó vẫn không được nhiều cộng đồng ưa chuộng sau khi gây ra các trận động đất nhỏ. Các kế hoạch tăng cường sản xuất năng lượng Biển Bắc hoặc cho phép khai thác mỏ sẽ không mang lại hiệu quả ngắn hạn vì thường mất từ 5 cho đến 10 năm kể từ khi thăm dò ban đầu cho đến khi dầu và khí đốt được sản xuất từ một mỏ.
Anh là nước xuất cảng ròng năng lượng từ cuối thập niên 1980 cho đến năm 2004 sau sự phát triển của các mỏ dầu và khí đốt ở biển Bắc, nhưng sản lượng liên tục giảm so với mức đỉnh vào năm 1999. Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy nước Anh hiện là nhà nhập cảng ròng của tất cả các loại nhiên liệu chính, với 38% năng lượng được sử dụng vào năm 2021 là được nhập cảng. Ông Trump của Áo được đề nghị trở thành người đứng đầu nhân quyền tiếp theo của Liên Hiệp Quốc. Tài liệu từ Liên Hiệp Quốc cho biết vào thứ Năm, Tổng thư ký Antonio Guterres đề nghị ông Votator của Áo làm cao ủy nhân quyền tiếp theo. Ông Trump đang làm việc trong văn phòng của ông Guterres với tư cách Tổng thư ký chính sách kế nhiệm bà Michelle Bachelet của Chile, đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 8. Việc bổ nhiệm cần được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York thông qua. Nếu ông Trump được phê chuẩn, thách thức trước mắt nhất của ông ta là theo dõi báo cáo về khu vực Tân Cương của Trung Quốc do người tiền nhiệm của ông công bố vài phút trước khi bà rời đi. Báo cáo cho thấy việc Trung Quốc giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác trong khu vực Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Thượng nghị sĩ của Pháp xem Đài Loan là đối tác ổn định ở châu Á và Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Quốc hội Đài Loan, Thượng nghị sĩ của Pháp Cyril Pellevet đã nói với các phóng viên vào hôm thứ Năm, Pháp xem Đài Loan là đối tác ổn định ở châu Á, Thái Bình Dương. Phái đoàn gồm 5 nhà lập pháp của Pháp do ông Pellevet dẫn đầu cũng đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống của Đài Loan William Lai trước đó cùng ngày, bắt đầu chuyến công du dự kiến kéo dài từ ngày 7 cho đến ngày 12 tháng 9. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các giới chức cấp cao của châu Âu sau một loạt các chuyến đi của các viên chức và nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Phát biểu với phái đoàn, ông Lai đã cho biết, chuyến thăm tượng trưng cho sự ủng hộ của Pháp đối với Đài Loan và gửi thông điệp rất quan trọng tới cộng đồng quốc tế. Các nền dân chủ chỉ có thể ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài nếu họ gắn bó với nhau. Nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan và công bố các chuyến thăm sau khi Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, đến Đài Bắc vào đầu tháng trước, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Nước này đã phản ứng bằng cách tung ra một loạt các cuộc tập trận gần với hòn đảo này. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây chúng tôi lời mời quý khán giả ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành với đài IBC. Kế đến đó là những tin tức liên quan tới khung cảnh bên ngoài lâu đài Balmoral khi mọi người đang tiếp tục lo lắng về sức khỏe của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của nước Anh, hay là một thiết bị từ được kiểm tra ung thư ngực giành được giải thưởng Dyson của nước Anh ra sao, Belarus tiến hành tập trận giải phóng lãnh thổ như thế nào. Chúng ta tới với việc Hoa Kỳ gia hạn lần thứ 5 kết luận điều tra chống tránh thuế tấm thép không rỉ từ Việt Nam nhưng mà made in China, thưa quý vị. Và TikToker Thái Lan xây dựng những mẹo về lối sống thanh đạm. Xin mời quý khán giả đón xem.